Nghề mộc hiện tại sẽ đi về đâu? Có nên tiếp tục theo nghề hay là bỏ đi cho nó rảnh nợ? Đây là vấn đề được rất nhiều anh em đang suy nghĩ lăn tăn, thức trắng nhiều đêm, nghĩ nát cả óc. Nói thật với anh em, nghề mộc tuy giờ nó khó khăn, gọi là khó kiếm hơn trước, nhưng đây nó là thị trường chung, ngành nghề nào nó cũng vậy cả thôi. Anh em phải hiểu rằng trong cái khó nó lại ló cái khôn. Đôi khi sợ hãi của người khác, nó lại là cơ hội thăng tiến của chính bản thân mình. Do vậy, anh em nào mà đang khó khăn trong nghề gỗ, sống trong cảnh cầm hơi qua ngày, hễ mà rút oxy, tắc thở, dễ đành đạch, thì anh em chúng ta cố gắng lên. Ánh sáng nó sẽ thắp lên, niềm tin nó sẽ trở lại. Khó khăn ngày hôm nay là bước đệm tương lai của ngày sau. Cố gắng lên anh em thợ mộc ạ.